Vào lúc 7 giờ 50 phút ngày 12 tháng 10, ba người dân đã sử dụng xuồng rời cảng Hòn Khói thuộc tỉnh Khánh Hòa đi câu cá. Đến khoảng 8 giờ 10 phút đã gặp mưa dông, sóng lớn, đánh úp xuồng và người xuống biển. Nhận được thông tin trên, ngay lập tức Hải đoàn 32 đã chỉ đạo tàu cảnh sát biển 9033 nhanh chóng rời cảng, tiến hành nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Sau khi tiếp cận vị trí xuồng bị nạn, cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển đã cùng với ghe cá của người dân đang hoạt động gần đó cứu thành công ba người dân là anh Phạm Công Định sinh năm 1974, anh Nguyễn Lưu Vũ sinh năm 1980 đều cư trú tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và anh Nguyễn Hoàng Minh Tuyên sinh năm 1988 cư trú tại Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa. Tàu cảnh sát biển 9033 đã đưa ba người dân cùng xuồng về cảng Hải đoàn 32 an toàn.